Tuy nhiên thì Midjourney hay là các loại AI thì nó có những cái điểm yếu. Ví dụ như là khả năng hiểu biết, phân tích chưa hoàn hảo. Vậy là cái khả năng hiểu biết của nó thì dựa trên cái sự lập trình của con người, và nó cũng còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đó. Cái thứ hai nữa là nó không có cái cảm xúc giống như con người. Đấy, ở đây nó có một cái lỗi này, thiếu chân này. Với người ấy, thì đây là cái lỗi rất là buồn cười, rất là ngớ ngẩn, rất là không thể chấp nhận được. Nhưng mà với AI thì sao ạ? Nó không có, nó không có suy nghĩ, nó cũng không hiểu. Đấy. Mặc dù nó cũng có những cái thuật toán, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó không có phải là giống như người. Đấy. Cái thứ hai nữa, nó không cảm xúc. Nó vẽ tranh nó không cảm xúc, thì đôi khi ấy, là những cái người mà chuyên gia, vì gọi là chuyên gia, ví dụ như là kiến trúc sư hay là họa sĩ, tức là họ hiểu về những cái nguyên tắc chung, thì con AI này nó có thể bỏ qua những cái nguyên tắc chung đó. Đó. Ngoài ra thì cái kinh nghiệm và hiểu biết nghệ thuật thì AI nó được lập trình vào những cái dòng lệnh, cho nên kinh nghiệm và hiểu biết nó sẽ có những cái hạn chế nhất định, nó không thể giống như những cái con người được. Đó. Thứ tiếp theo, nó phụ thuộc vào cái dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu mà càng nhiều thì nó càng thông minh, nghe có vẻ thông minh. Đó. Dữ liệu mà không đủ thì nó sẽ ra những cái kết quả rất là buồn cười. Thấy chưa? Đó. Ok. À, thêm một cái điều nữa với Midjourney đó là gì ạ? Là cái khả năng sáng tạo của nó thì vô cùng tuyệt vời. Khả năng tự suy nghĩ, suy đoán cái ý tưởng của mình. Đấy, sau đó là tự bịa thêm, rồi sáng tạo ra thứ mà mình cũng chưa nghĩ ra. Đấy, thì rất tuyệt vời. Nhưng cái khả năng để mà nó chi tiết hóa, ví dụ như là cái áo này bây giờ phải chuyển thành áo màu hồng, nhưng mà lại phải vải cô tông, nhưng vải cô tông là phải từ thời cách đây 20 năm cơ, nó phải có thêm mấy cái vết này cơ, xong rồi nó có cái lỗ rách này cơ, thì nó không làm được anh em. Nó chưa làm được đến mức chi tiết như vậy, nhưng làm một cái tổng thể lên ý tưởng thì rất là hay. Thì vừa nãy Huy thấy có một số bạn tranh cãi nhau ở trong cái nhóm Zalo của mấy bạn kiến trúc sư ấy, là tranh cãi là thằng này nó không bằng cái phần mềm kia, có người thì bảo thằng này hơn, rồi có người thằng bảo thằng này thì nó không chi tiết được. Thì xin thưa với anh chị em là diện là nó có thế mạnh của nó, thì việc của mình là diện là phải ứng dụng cái thế mạnh của nó. Thế mạnh của nó là diện là sự sáng tạo, là khả năng tạo ra những ý tưởng mới. Mà mình cứ đi dùng con này để mà mình thiết kế, xong đầu là gì ạ, à cái cửa nó phải cao 1m8, xong rồi lại ngang này, rộng này, ngang này, kích thước nó phải đúng như này, thì làm sao ạ? Thì chịu, nó không làm được, đúng không ạ? Đấy, vì vậy ở đây chúng ta nhớ rằng nó, thế mạnh của nó là gì ạ, là lên ý tưởng, không phải là gì ạ, không phải là thiết kế chuyên dụng để đem bản vẽ ra để cho gì ạ, cho bên thi công họ vẽ đâu anh chị em nhé. Đấy, ví dụ như là khi mà ông kiến trúc sư ạ, ông nhận một cái yêu cầu khách hàng, đây nhá, tôi có một cái phòng là 15 mét vuông, ok chưa? Và tôi có hai bạn nhỏ, một bạn 5 tuổi, bạn trai 5 tuổi và bạn gái là 8 tuổi. Thì bây giờ tôi muốn thiết kế cái phòng này, đấy, làm sao để phù hợp với cả bạn trai và bạn gái, và có cả cái màu sắc hồng của bạn gái, vừa có màu sắc xanh navy của bạn trai. Đấy, lại vừa phải có gì ạ? Có chỗ họ ngồi học cho các bạn, có tủ quần áo cho các bạn, đấy kiểu kiểu vậy. Thì lúc đấy bắt đầu là gì ạ, mình nhập vào, mình đưa vào, đưa ra ý tưởng, mà không phải một ý tưởng anh chị em ạ, mình đưa ra 10 ý tưởng cho ông lựa chọn. Khi ông lựa chọn được một ý tưởng rồi thì sao ạ, thì lúc đấy thì mình mới đưa vào, mình vào phần mềm mình thiết kế. Thì anh chị em thấy sao ạ, tức là khách hàng họ rất là happy khi mà họ nhìn thấy cái ý tưởng của họ được gì ạ, được triển khai. Và khi đó thì chúng ta gì ạ, rất là dễ, khi mà khách hàng đã chốt cái ý tưởng rồi thì cái việc vẽ vào phần mềm chuyên dụng của các bên thiết kế thì nó rất dễ, đúng không ạ? Nhưng đường này mình còn chưa có ý tưởng gì, mình đưa ra ông lại loại, ông vẽ ra ý tưởng khác đưa ra ông lại loại, vẽ ý tưởng khác đưa ra loại, có khi mất cả gì ạ, mất cả tuần với cả tháng trời không xong. Đấy, gặp mấy ông chủ nhà nó bận rộn nữa thì sao ạ, thì mất cả tháng trời không xong. Huy là cũng là cái dân thi công công trình 13 năm rồi anh ạ, và bạn của Huy là làm kiến trúc sư rất nhiều. Bởi vì sao ạ, cái anh chị em tưởng tượng là nhà thông minh ấy, cái ngành nhà thông minh ấy, anh chị em biết là nó phải đi vào từ cái khâu nào ạ? Từ cái khâu thiết kế. Đấy, từ khâu thiết kế. Cho nên là gì ạ, là hầu hết những cái khách hàng mà Huy làm thì đều là gì ạ, đều là thông qua là những cái anh chị em kiến trúc sư ấy, anh chị em kiến trúc sư họ gửi cho mình, sau đó là mình làm việc đó. Cho nên là mình cũng rất là hiểu
cái công việc của anh chị em kiến trúc đó. Thế thì ở đây mình nói ví dụ là cái việc kiến trúc sư là mình lên ý tưởng đấy, sau đó mình chốt ý tưởng, mình chốt ý tưởng xong bắt đầu mình mới đưa thiết kế. Thì anh chị em tưởng tượng là gì ạ, là thời gian để mà mình tiết kiệm được, thay vì là mất 1 tuần trao đổi qua lại, mất 1 tháng trao đổi qua lại, thì ở đây mất là gì ạ, mất vài phút. Mất vài phút mình đưa ra 10 concept ý tưởng khác nhau, có hồng bên này, có giường tầng, có giường ngang, được chưa ạ? Thế là gì ạ, khách hàng họ phê luôn, họ bảo được, good good, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng Midjourney, chứ không phải là mình sử dụng cái đó để mà thiết kế ra một cái bản vẽ công trình, không có nhé, ok không ạ?